Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Công Phượng có quốc tịch mới, không trở lại Việt Nam. Sao Việt Kiều nhận tin sốc từ đội bóng Philic. Câu lạc bộ Bình Dương giữ chân thành công tiền đạo Tiến Linh. Nhận định bóng đá nữ Việt Nam với bóng đá Nhật Bản vượt qua vòng bảng. Công Phượng có quốc tịch mới, không trở lại Việt Nam. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng được cho là đã có quốc tịch mới và sẽ không trở về V-League để chơi bóng. Theo một số nguồn tin tiết lộ, tiền đạo Nguyễn Công Phượng mới đây đã có quốc tịch Nhật Bản. Anh dự định sẽ cùng gia đình định cư ở đất nước mặt trời mọc để kinh doanh và sẽ không trở về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp cầu thủ. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở mức độ tin đồn và phía Công Phượng chưa có tiết lộ cụ thể. Kể từ khi gia nhập câu lạc bộ Yokohama vào đầu năm 2023, tiền đạo sinh năm 1995 mới được ra sân đúng 2 phút. Thời gian còn lại anh chủ yếu tập chay và ngồi xem các đồng đội thi đấu. Cách đây không lâu đã có thông tin nhiều đội bóng V-League muốn đưa cầu thủ người Nghệ An trở về nước. Nổi bật trong số này là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và BKM Bình Dương. Với Thành phố Hồ Chí Minh, đây là đội bóng cũ của Công Phượng. Vậy nên nếu trở về nước, đây sẽ là lựa chọn tốt với anh. Trong khi đó, Bình Dương đang rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng khi đem về những ngôi sao có chất lượng rất cao để hướng đến mùa giải 2023-2024. Nếu gia nhập đội bóng đối thủ, CP10 có thể sẽ được nhận mức lương cao. Ngoài ra anh cũng tái ngộ với các đồng đội trên đội tuyển Việt Nam như Quế Ngọc Hải hay Tiến Linh. Về phần Yokohama FC, dù chưa đi hết 1/3 thời hạn hợp đồng, nhưng với tình hình hiện tại, rất có thể họ sẵn sàng bán đứt Công Phượng cho đội bóng nào muốn sở hữu anh. Mới nhất, dù ghi một bàn vào lưới Palestine trong trận đấu giao hữu quốc tế, nhưng Công Phượng vẫn bị huấn luyện viên Chu Dê nhắc nhở về việc tìm kiếm cơ hội ra sân trong màu áo câu lạc bộ. Sao Việt Kiều nhận tin sốc từ đội bóng V-League. Cầu thủ Việt Kiều Pierre Lamotte nhận tin sốc từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây không lâu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã mượn cầu thủ Pierre Lamotte từ câu lạc bộ Pacific FC, đội bóng Rangers giải vô địch quốc gia Canada. Hai bên sẽ gắn bó với nhau với hợp đồng có thời hạn 6 tháng. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, đội bóng Sài Thành đã quyết định không ký hợp đồng với Pierre Lamotte do một đội bóng tại V-League chỉ có thể đăng ký một cầu thủ Việt Kiều chưa có quốc tịch Việt Nam. Hiện đội chủ sân thống nhất có tới 2 cầu thủ thuộc dạng như vậy. Trong đó, thủ thành Patrick Lê Giang chưa có quốc tịch Việt Nam. Do đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đăng ký suất Việt Kiều cho thủ môn này và dành suất ngoại binh cho các cầu thủ khác chất lượng hơn. Pierre Lamotte cao 1m73, sinh năm 1997 tại Greenfield, Canada, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ trung tâm. Cầu thủ này có bố là người Canada, mẹ là người Việt Nam gốc Huế. Thời gian qua, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chiêu mộ một loạt nhân tố chất lượng như trung vệ Minh Tùng từ Thanh Hóa, Hà Long từ câu lạc bộ Nam Định hay sự trở lại của Sơn Ngọc Đức. Ngoài ra còn có cả ngoại binh Paul Jacques từng thi đấu cho đội tuyển Pháp. Theo kế hoạch của VPF, V-League 2024 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 6 tháng 7/2024. Giải đấu cũng ghi nhận những thay đổi đáng kể trong thời gian tới. V-League 2023-2024 quy tụ 14 đội bóng tham gia tranh tài, gồm Công an Hà Nội, Câu lạc bộ Hà Nội, Viettel, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng, Bình Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sơn La Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam. Dự kiến sẽ có 5 khóa nghỉ giữa V-League dành cho FIFA Days, đó là vào tháng 9, 10, 11, 2023 và tháng 3, tháng 6 năm 2024. Cùng với đó là quãng nghỉ cho các giải đấu như Asian Cup 2024, U23 châu Á 2024. Cuối mùa giải 2023, VAR đã được áp dụng thử nghiệm ở một số trận đấu. Sau mùa giải 2023-2024, VAR sẽ được đưa vào áp dụng cho các trận đấu quan trọng nhất tại V-League. Câu lạc bộ Bình Dương giữ chân thành công tiền đạo Tiến Linh. Câu lạc bộ Bình Dương xác nhận đã gia hạn hợp đồng với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Câu lạc bộ Bình Dương xác nhận đã gia hạn hợp đồng với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Câu lạc bộ Bình Dương vừa thông báo ra hợp đồng với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Theo một số nguồn tin, tuyển thủ Việt Nam đã ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với đội bóng đất thủ. Tiến Linh trưởng thành từ chính lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Bình Dương. Tới năm 2016, tiền đạo sinh năm 1997 khoác lên mình đội 1 và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội chủ sân Gò Đậu. Tiến Linh là một trong những chân sút nội xuất sắc nhất trong những mùa giải gần đây. Sau 8 mùa giải thi đấu tại V-League, tiền đạo này đã có tổng cộng 49 bàn thắng sau 130 lần ra sân. Bên cạnh câu lạc bộ BKM Bình Dương, Tiến Linh cũng đã là tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo, anh đã có 51 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, ghi tới 31 bàn thắng. Câu lạc bộ BKM Bình Dương đang có sự đầu tư mạnh mẽ trước mùa giải 2023-2024. Ngoài việc giữ chân thành công Tiến Linh, đội bóng đất thủ đã chiêu mộ một loạt ngôi sao như trung vệ Quế Ngọc Hải, trung vệ Almeida và tiền vệ Nguyễn Hải Huy. Với việc Romario đã rời đi, Tiến Linh dự kiến sẽ trở lại là chân sút chủ lực của đội chủ sân Gò Đậu. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, chiều ngày 27 tháng 9 vừa qua, câu lạc bộ BKM Bình Dương đã có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Công an Hà Nội trên sân vận động Hàng Đẫy. Cuộc đối đầu này kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Nhận định bóng đá nữ Việt Nam và Nhật Bản vượt qua vòng bảng.
Đội tuyển nữ Việt Nam cần kết quả tốt trước Nhật Bản trong trận đấu diễn ra vào lúc 15 giờ ngày hôm nay 28 tháng 9 để giành quyền vào vòng tứ kết bóng đá nữ ASEAN 19. Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Nhật Bản ở lượt đấu cuối bảng D môn bóng đá nữ ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Cuộc đối đầu này mang tính chất quyết định cho suất đi tiếp của thầy trò Luyện viên Mai Đình Trung. Đội tuyển nữ Việt Nam đến ASEAN 19 mà không có những trụ cột như là Huỳnh Như và Trương Thị Kiều. Đó là khó khăn cho đội tuyển, nhưng cũng là cơ hội để huấn luyện viên Mai Đình Trung tìm thêm những gương mặt mới, giải pháp mới thay thế lâu dài cho những ngôi sao lớn tuổi. Qua hai trận đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Nepal 2-0 và Bangladesh 6-1. Trước các đối thủ yếu hơn về mọi mặt, những thiếu sót hoặc vấn đề của đội tuyển Việt Nam chưa được bộc lộ. Tuy nhiên, đối thủ Nhật Bản sẽ mang lại thử thách lớn. Đội tuyển Nhật Bản mang tới đại hội lực lượng không phải là tốt nhất. Dù vậy, với đẳng cấp của đội bóng số 1 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA, họ vẫn được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam. Qua hai trận đấu đầu tiên, hiệu số bàn thắng bại của họ cao gần gấp đôi so với đội tuyển nữ Việt Nam, dư 16 so với 7. Để chắc chắn giành quyền đi tiếp, thầy trò Luyện viên Mai Đức Chung cần có điểm. Họ thua Nhật Bản với cách biệt không quá 2 bàn. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu với đối thủ rất mạnh, đó là nhiệm vụ không dễ dàng với đội tuyển nữ Việt Nam. Với trình độ hiện nay, Phạm Hải Yến và các đồng đội khó có điểm trước Nhật Bản. Mục tiêu phù hợp của đội tuyển nữ Việt Nam là hạn chế số bàn thua. Những trải nghiệm ở World Cup, chơi phòng ngự trước những đối thủ vượt tầm, các cầu thủ Việt Nam biết cách ứng phó trong những trường hợp như vậy. Nếu thua nhiều hơn 2 bàn, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò phải trông đợi vào kết quả của trận đấu còn lại ở cùng bảng và các bảng đấu khác. Nhìn chung đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phải lưu ý đến chỉ số phụ. Sau đây là đội hình dự kiến trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Nhật Bản.